ra là cha là mẹ thì ai cũng muốn con mình phát triển một cách toàn diện, cả về thể chất, nhận thức, tâm hồn. Thì đấy là ước mơ của tất cả các bà mẹ, ông bố, trừ những bố bà mẹ không có nhu cầu đấy thì mình chỉ. Còn những bố bà mẹ tử tế và mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho chính mình và cho con cái thì luôn muốn những điều tốt đẹp nhất. Ở đây thì cũng phải chia sẻ là con tôi là cháu Bi Béo với cả cháu Minh Lợi, là hai cháu thì đi học nhiều lắm, nhưng mà bản thân gia đình tôi là một môi trường đầy đủ cả. Nhà tôi là trước khi đi ngủ là bao giờ cả nhà cũng biểu diễn văn nghệ cho nhau xem, và trong suốt cả ngày là chỉ có hỏi trả lời, đùa nghịch đố, kiến tạo ra một cái môi trường gia đình. Thì trước khi chia sẻ những cái cảm nhận về việc các cháu đi học của tôi, thì chia sẻ một vài quan điểm cá nhân của tôi, và tôi đã trả lời trên báo rất là rõ nét và chính thống, đó là gì, tôi sẽ không dạy ai cách dạy con của tôi, và cũng đừng ai dạy tôi cách dạy con của họ. Bởi vì mỗi gia đình, mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh, mỗi vị trí, mỗi cá nhân, mỗi nhận thức khác nhau sẽ có những cái cách tiếp cận trẻ em khác nhau. Đây là để chia sẻ, và nếu như chúng ta có những tiếng nói chung thì có thể chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn nữa để có những cái làm tốt hơn cho trẻ. Thì con nhà tôi nó học nhiều, học nhưng mà chưa bao giờ trở thành một cái sự nặng nhọc. Và cá nhân tôi cũng đã mở một cái câu lạc bộ, tôi không gọi là trung tâm, chuyên dạy về kỹ năng và cảm nhận cho trẻ. Và bây giờ là do tôi quá bận bịu trong công tác quản lý và làm việc chuyên môn, nên là tôi đang tạm thời dừng lại cái việc đấy. Nhưng mà lúc nào cũng có những cái bạn nhỏ theo chú Sơn Đắc và câu lạc bộ, tức là từ khi học lớp mẫu giáo lớn cho đến bây giờ các cháu chuẩn bị vào đại học. Và tôi tự hào nói với các anh các chị là hầu hết những em nhỏ tham gia đóng phim, hầu hết các em nhỏ tham gia đóng phim truyền hình gần đây và nổi tiếng đều là do chú Xuân Bắc cung cấp. Ví dụ như cái bạn Ong Bé Bé đóng rất nhiều phim này, bạn Thảo My này, nhiều lắm. Thì tất cả những cái bạn nhỏ trong những cái phim đấy là đều do chú Xuân Bắc đào tạo. Thế nhưng mà vì sao là các anh chị ít biết đến cái câu lạc bộ đấy là bởi vì tôi không mở rộng. Mỗi lớp tôi chỉ cho ít bạn và mỗi khóa tôi chỉ cho ít lớp. Thế vì sao tôi lại nói về cái câu lạc bộ của tôi? Là bởi vì ở đó tôi dạy rất nhiều những kỹ năng căn bản cho trẻ và theo suốt cuộc đời. Thế là tại sao bố có kỹ năng, bố có khả năng truyền tải mà bố lại cho con đi học? Ở đây thì tôi cũng xin thưa với các anh chị là một lần rất vô tình gặp chị Huyền, và tôi nghe nói đến cái việc đấy, tôi được chị Huyền nói về cái việc đấy, và vợ chồng tôi hào hứng. Hôm đấy là một buổi, chính xác là buổi đi bơi ở đây đúng không chị Huyền? Cả nhà tôi đi bơi ở bên này và rồi hôm đấy là mất cả một buổi bơi sang bên đấy thay quần áo luôn này, mặc vào. Là bởi vì sao? Bởi vì là tôi bị thuyết phục bởi cái đầu tôi bị thuyết phục bởi những gì mà chị Huyền đưa ra. Tôi nghĩ là thế này, chúng ta sẽ cho con em mình học. Chị Huyền ơi, xin lỗi chị nhé, một quyết định nhỏ của cha mẹ sẽ đem lại tương lai lớn cho con. Thì cái này là câu slogan viết cho nó hay, nó có tính biển ngẫu trong văn phạm thôi. Mà thực ra là quyết định cho con học ở đâu, học cái gì bây giờ là một quyết định lớn, không phải là quyết định nhỏ. Không biết là các bậc phụ huynh có đồng ý với ý kiến của tôi. Nếu đồng ý thì vỗ tay. Bởi vì thời gian chúng ta quá bận bịu đi, và các con thì quá nhiều chương trình để học tập. Và nếu như bây giờ tiếp tục cho con học thì sẽ không đủ thời gian cho sức khỏe của cháu. Không biết là anh em có tí anh không? Cho nên là đưa con mình đi học ở đâu, chúng ta cần phải tính toán về thời gian, tính toán về hiệu quả và tính toán về tài chính.
và sự hợp lý của mọi thứ trong gia đình chúng ta. Thế tôi cũng cho hai bé đi học. Xin lỗi chị Huyền nhé. Đã làm bậc phụ huynh chia sẻ với nhau, chia sẻ rất chân thành. Là các con đi học về thì chưa thấy trở thành thiên tài. Chưa hề con tôi chưa thành thiên tài. Thế nhưng có một điểm mà tôi nghĩ rằng là không phải ở chỗ nào cũng làm được. Đấy chính là gì? Các con thích đi học. Trẻ em thì phải làm cho trẻ em thích. Còn không bắt được. Xuất phát từ cái kim chỉ nam này cho nên là xin lỗi các anh các chị. Lúc mà cháu đi tắm tôi phải làm cho nó thích đi tắm. Lúc mà các cháu đánh răng tôi phải làm cho cháu thích đánh răng. Bố con thi với nhau đánh xem răng nào sạch nhất. Tắm xong thì bố con cùng nhau trong nhà tắm. Vặn cái vòi hoa sen đang ô doa như này, vặn thành vòi bé để phun. Tạo ra cái sự thích thú. Thì ở đây chúng ta thấy là chương trình này con tôi đi học và rất thích. Mặc dù có nhiều bài là bảo là đúng như là bài bố dạy. Bố dạy lung tung nhưng mà. Thế nhưng mà các con thích.